Rồi ok, hôm nay lên cho anh em một cái con xe rùa bánh xích trọng tải 1 tấn máy dầu nha anh em. Con này máy dầu NFA D8, công suất 8 ngựa anh em, bếp kim. Con này thì cực kỳ là xài là lợi dầu nè, bền nè. Nói chung một cái xe, một cái máy về mà xài 5 cái xác xe về chưa chắc hư cái máy. Đó là khẳng định một câu với anh em luôn. Máy này cực kỳ là bền nha. Đó, bình thì em thay bình mới luôn. Máy NFA D8 là 8 ngựa nha anh chị nha. Đó, vừa có quay nè. Đó, quay này vừa có đề anh chị ha. Máy này thì quá đỉnh luôn chị, 8 ngựa rất là đỉnh. Con này thì xích thì bên Nhật nó mới thay rồi, xích này như mới rồi nha anh chị nha. Đây nè, xích thì gọi nói chung là xích khỏi bàn đi, như mới rồi, bên Nhật nó mới thay luôn. Thùng này thì ngang nó tầm khoảng 1 mét nha anh chị, ngang nó tầm khoảng chắc 1 mét đó. Đây coi phủ bì, phủ bì hơn 1 mét anh chị, phủ bì tầm 1 mét 1 á. Đó, dài nó tầm 1 mét 6 nha anh chị nha, dài tầm 1 mét 6. Giang ma xe thì bánh rùa bánh xích thì quan trọng máy dầu rồi xích ngon đẹp là ok thôi anh chị, còn ngoài ra thì cũng chẳng có gì để nói nữa. Nói chung mà sắc xiết đồ thì nó cũng không thành vấn đề lắm. Đây đặc biệt là ghế ngồi 2 chiều nữa nha anh chị nha. Đó, anh chị quay ghế đằng trước đây là anh chị lái đằng trước đây, 2 cây chuyển hướng trước đây. Đó, khi nào mình muốn chạy đằng sau á, thì mình quay cái ghế này nè, ngay đây nó có cái tay nắm nè. Đó, quay về đằng sau. Đây. Đó, quay về đằng sau là chạy cái hướng này thôi. Đó, ngồi 2 chiều luôn, chỉ cần một thao tác thôi, một thao tác nhấc cái ghế về thôi, quá đỉnh. Xe này số 2 tiếng 2 lùi nha anh chị ha, 2 tiếng 2 lùi. Nó có tầng nhanh chậm đây luôn nè. Và thành 4 tiếng 4 lùi á. Đây là cần con để chạy nè. Đây là cần ben. Đó. Đây. Đề chỉ khó đề ha, máy nổ đến từng tiếng luôn nha, máy nổ NFA D8 máy rin nguyên bản nha anh chị nha, không có tháp máy nha anh chị, máy rin luôn, số rất là bự nha, số bự lắm. Đó thì xe rùa bánh xích, máy dầu VIP, mấy cái máy này thì hệ quá hệ rồi, giá trên 10 triệu rồi nha anh chị, mười mấy triệu cái máy rồi. Rồi xích đẹp nè, đó xích nè anh chị. Xích thì em đã nói là không cần phải bàn tới xích, xích bên Nhật nó mới thay, xích rin xích mới luôn nha. Đó, bánh nè, răng mặt ú không nhọn nha, mấy cái ga lê đồ là còn nguyên thủy hết. Đó, sườn vọng thùng rồi nè, đó rất ok luôn ha. Cái khúc màu trắng này là bên Nhật nó đã có sơn lại rồi nha anh chị nha, nói chung sơn lại rồi. Còn cái thùng này là bên em sơn á, bên em sơn lại màu đen lại màu đỏ cho nó hợp màu cho nó đẹp, chứ để nó lem lút nhìn nó cũng ấy. Đèn thì nó bị đuôi một mắt rồi, khi anh chị lấy em sẽ phẫu thuật cho nó một con mắt nữa, là cho nó sáng được 2 mắt luôn, chứ nó bị đuôi một mắt rồi. Máy nổ đã đó, lên ra là nặng 660 kg nha anh chị. Bên Nhật là nó cân ký xong mà nó đóng công nè anh chị. 660 kg, còn cái trọng tải là 1 tấn nha. Rồi, anh chị quan tâm xe này liên hệ số điện thoại 0835 585879, địa chỉ em thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video mới nhất.